Liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 17 tháng 5 lên tiếng nói Việt Nam đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức. Phát biểu của người phát ngôn Lê Thị Thu Hoàng được đưa ra một ngày sau khi truyền thông Slovakia đưa tin rằng cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước này giữ im lặng trước danh sách hàng loạt câu hỏi mà Bộ Ngoại giao Slovakia gửi liên quan đến vụ bắt cóc ông Thành. Trong cuộc họp báo tại Hà Nội, sau khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam đối với trường hợp Nguyễn Hải Long, người bị xem là một mật vụ của Việt Nam đang bị xét xử tại Đức trong vụ bắt cóc chị Xuân Thành, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định công việc liên quan đến bảo hộ công dân sẽ được tiến hành đúng quy định của pháp luật, theo báo Người Lao Động. Trịnh Xuân Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC bị Hà Nội truy nã, đã bất ngờ biến mất khỏi Đức vào cuối tháng 7 năm ngoái trong lúc đang xin tị nạn ở nước này. Chính phủ Đức nói Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở Berlin, nhưng Hà Nội nói rằng ông Thanh tự ra đầu thú. Hiện chính phủ Đức đang tiến hành xét xử những người liên quan đến vụ bắt cóc, trong đó có Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là gián điệp đã thuê chiếc xe để sử dụng trong vụ bắt cóc này. Ngoài ra, chính phủ Slovakia cũng bị truy tố trách nhiệm khi đã cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các quan chức Việt Nam mượn một chiếc máy bay để phục vụ công việc nhưng truyền thông Đức nói có thể Việt Nam đã sử dụng chiếc máy bay này để vận chuyển Trịnh Xuân Thành. Hôm 16 tháng 5, tờ Slovak Spectator cho biết Bộ Ngoại giao Slovakia đã gửi các câu hỏi về vụ bắt cóc này cho đại sứ Dương Trọng Minh, nhưng mãi đến ngày 16 tháng 5 vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đích thân Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 3 tháng 5 yêu cầu Slovakia cung cấp thông tin về sự can dự của nước này trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Bà nhấn mạnh rằng vụ này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ đức việt